thì người ta chủ yếu là người ta sẽ lấy từ chính cơ thể đó của người trưởng thành, adult stem cell, thu nhận làm sao thu nhận được cái adult stem cell là nhanh nhất, là để tiêm ra, tiêm lại những cái vùng mà khớp hay là vùng bị lỗi về về cơ tim hoặc là về thần kinh đốt sống vân vân. Tuy nhiên thì những cái nhóm mà nghiên cứu mà cơ bản như vậy, chúng ta sẽ thấy là khi đầu tư trong cái nghiên cứu đưa em đưa cái stable gốc ứng dụng được trong cái lâm sàng thì nó sẽ tốn kém rất là nhiều thứ, đưa qua từ phòng, từ các test in vitro, từ các test phải đảm bảo cái chứng minh rằng nó in vivo nó sẽ bị khóa ở cái vị trí nào, chứng minh rằng nó là an toàn, chứng minh rằng nó không có bị các HLA yếu tố đáp ứng kháng nguyên của chính cơ thể đó, vâng vâng thì rất là nhiều thứ. Có câu hỏi nào hay không về phần kỹ thuật? Chúng ta trải qua ba phần rồi đó, có hai phần rồi đó, một phần về những cơ sở về tế bào, về các thuật ngữ, phần thứ hai về kỹ thuật, các cái hướng mà chúng ta biết là cần phải nghiên cứu trên nguồn gốc thì cần phải có gì, có kỹ thuật nào, và phần thứ ba nó sẽ nói về cái điều hòa tế bào gốc. Phần này nó sẽ đi sâu nhiều về cái phân tử hơn, các cơ chế điều hòa, cái con đường con đường tín hiệu nào, signaling nào của tế bào gốc mà các bạn phải nắm sơ khởi. Có câu hỏi nào nếu không có thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần phần điều hòa ha. Phần điều hòa này là cái phần khó nhất ha. Thì phần điều hòa này chủ yếu là nó sẽ tập trung vào cái ba thứ. Một là đối với tế bào gốc mà nó đang ở cái mức độ phân chia ở F0 thì nó sẽ theo cái cơ chế nào. Cái thứ hai là tại sao những tế bào gốc trưởng thành phần lớn là phần lớn là phân chia chậm, rất là chậm so với tế bào gốc từ phôi. Câu hỏi kế tiếp nữa là làm sao để chúng ta biết được từng cái cơ quan thì nó sẽ để tế bào gốc nó bị khóa thành theo đúng cái nó committed, tức là nó bị khóa và nó thành những cái progenitor cell theo đúng từng cái cơ quan, thì nó phải phải theo những cái tín hiệu nào, cơ chế tín hiệu nào, và cái cách nào để hạn chế được những cái tín hiệu sai để dẫn đến là việc mà tế bào gốc khi mà bị khóa lại là bị khóa nhầm, tức là nó không phải là những cái tế bào gốc mà bị khóa thành những tế bào đích của chúng ta mong muốn, người tiêm vô khớp mà nó thành tế bào cơ tim chẳng hạn, mà tiêm vào khớp mà nó thành tế bào gốc tạo máu thì cũng không có ý nghĩa gì. Vâng. Và cái câu hỏi thứ ba, cái phần thứ ba quan trọng của câu hỏi này đó là cái môi trường nào
đóng đóng vai trò quan trọng nào để mà tế bào gốc nó có thể là bị tương tác, bị kích ứng hoặc là bị ức chế. Thì trước hết khi mà đi vào cái phần này, chúng ta sẽ thấy là phần lớn các tế bào gốc stem cell là nó ở, nếu mà chúng ta lấy từ adult stem cell, phần lớn chúng ta sẽ thấy nó rất là kỳ lạ là những tế bào gốc này phần lớn là đều là keep quiescent, tức là ở cái circle là G0, và nó phải có một cái, khi mà chúng ta lấy nuôi cấy trong tế bào là hầu như là nó đứng im, người ta mới đặt câu hỏi là tại sao, tức là trong khi đó là ở trong cơ thể thì nó lại là phân chia, nhưng mà khi mình lấy ra nuôi cấy tại sao nó đứng yên, thậm chí là nó sẽ chết sau nhiều lần nuôi cấy. Người ta mới đặt câu hỏi là nó cần phải có một cái môi trường. Thì cái môi trường đó là cái môi trường gọi là induced signal từ những cái tế bào xung quanh, gọi là cái môi trường này thường tiếng Anh thuật ngữ là gọi là niche. Thì cái môi trường này á, chúng ta thấy là hồi nãy chúng ta thấy là khi mà ta nuôi lấy từ cái tế bào gốc phôi á, ta nuôi á, thì nó sẽ quay về cái G0 liền. Nhưng mà nếu trong tế bào, trong cái đĩa nuôi cấy đó mà chúng ta có feeder cell từ fibroblast, tế bào nó bị hóa rồi, và tế bào đó là tế bào cung cấp dinh dưỡng á, hoặc là những tế bào đó nó giúp cho việc là càng đông thì càng vui á, thì các cái tế bào này nó sẽ giúp cho kích hoạt lại tế bào gốc, giúp cho với tế bào gốc nó phân chia. Đó là lý do mà cái môi trường nó cực kỳ quan trọng, có thể chiếm tới 80% cái đặc tính để mà ảnh hưởng đến kích hoạt được tế bào gốc. Để kích hoạt tế bào gốc thì chúng ta phải activate được cái micro environment ở trong tế bào gốc đó, và cái micro environment nó mới tạo được cái niche, là cái môi trường, vi môi trường để giúp cho induce cho stem cell division. Và nếu mà những cái divided stem cell đó, nó kết hợp với progenitor, tức là đã commit cell rồi, progenitor cell, thì lúc này thì việc điều hòa tế bào gốc nó mới gọi là tương đối là thành công ở giai đoạn đầu. Và nếu chúng ta change more environment, hoặc change các cái surrounding cell, hoặc là change các cái molecular markers quan trọng, thì cái tế bào gốc này nó sẽ thay đổi liền cái tính năng của nó. Đó là lý do mà đó, tại sao thì người ta có thể là phân tách ha, những cái tế bào epidermis là những tế bào mà là biểu mô phía trên của tế bào da, dermis là những tế bào mà phía bên dưới lớp tế bào da. Người ta trộn lẫn với nhau, thử nghiệm trộn lẫn với nhau, người ta nuôi cấy và người ta transplant lại trên tế bào da của chuột, người ta thấy là những tế bào da chuột tự nhiên nó lại, thay vì nó mọc mọc da thì nó mọc lông. Thì người ta có thay đổi của môi trường, người ta chứng minh rằng là cái niche environment cực kỳ quan trọng cho việc mà một là nó đi vào cái tạo chính tế bào da mà chúng ta mong muốn, hay là nó ngược đời, nó tạo một tế bào khác, biệt hóa khác hoàn toàn. Đây là một cái thí nghiệm khá nổi tiếng để mà người ta chứng minh là cái vai trò việc regulation of stem cell nó quan trọng như thế nào. Đấy, đây là cái mô hình mà chuột mọc lông khá nổi tiếng. Người ta mới đặt câu hỏi rằng là đó, mình có tế bào gốc rồi, có một cái nhóm tế bào gốc rồi, thì bây giờ bạn đặt câu hỏi là bạn chắc chắn là tế bào gốc nó sẽ ra cái khi mà tiêm vào trong trong khớp gối, ra khớp gối hay không, ra cái chất sụn để mà nó hỗ trợ khớp gối cho những người mà bị thoái hóa khớp hay không, hoặc là khi mà tim bị lỗi chẳng hạn, thì khi mà tim vào trong cái tế bào cơ tim thì liệu nó có
thay thế được tế bào cơ tim, nó tạo thành những tế bào nhịp, tạo ra cái nhịp rhythm, tạo nhịp hay không, hay là nó chỉ là mọc ra thành tế bào biểu mô trên tế bào cơ tim, nó bao lại cái cơ tim đó. Khá là nhiều cái lý thú cho việc mà mình hiểu được cái kia chơi cơ chế này. Một cái ví dụ khác, chúng ta đọc quyển sách chúng ta sẽ thấy trong cái sách nó có sẽ nói rất là rõ. Ở một cái tế bào gốc mà nó kích hoạt để mình tạo ra tế bào thay thế cho tế bào đảo tụy, thì sau này chúng ta sẽ học rất là sâu hơn về về tuyến tụy. Tuyến tụy thì chúng ta sẽ có nhiều cái đảo alpha là cho biệt hóa glucagon, rồi beta đó, cho biệt hóa cho những cái tế bào tiết ra insulin chẳng hạn. Thì đây là tế bào gốc tạo máu nè. Thì làm sao để mà ở cái thời gian nào nuôi cấy thì sẽ có một cái quy trình đặc biệt để cuối cùng phải theo đúng cái quy trình này nè, từ 3 ngày cho actin A GR, hoặc là 3 ngày kế tiếp cho keratin growth factor, 3 ngày kế tiếp thêm những cái RA, hoặc là kế tiếp nữa sẽ là những cái hợp chất gì đó để tạo ra cái progenitor cells, hoặc là kế tiếp nó sẽ như thế nào 7 đến 4 ngày thì cuối cùng mới tạo ra được cái pancreatic beta cell đó. Và phải theo đúng cái quy trình này. Và cái quy trình để mà tìm ra được cái quy trình này thì giống như là gọi là một cái ba tăng riêng, và những cái nhóm này có thể là rất là giàu có khi mà có cái sở hữu được cái protocol này như thế này. Và khi mà xe này thì chúng ta đã biết là nó thực ra mình lặp lại không được đâu, tại vì nó sẽ còn nhiều thứ khác liên quan mà chúng ta không biết. Khi mình công bố công trình như vậy, tìm ra được từ tế bào gốc tạo máu và tạo ra những tế bào pancreatic cell để trị bệnh cho những người bị đái tháo đường chứ, mà cái những người đó là do cái pancreatic nó bị hư hỏng, hay là sau một thời gian bình thường, từ trẻ bình thường nhưng mà tới già thì nó lại chức năng nó kém, thì nó thay thế pancreatic cell như thế nào. Thì chỉ có những cái nhóm người ta đã tìm ra được này thì người ta sẽ thấy là nó đạt những thành tích rất là tốt. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những cái bài kế tiếp, nó sẽ nói sâu hơn. Thì hôm nay thì buổi sáng này chúng ta sẽ nói rất là sơ khởi và là cho lớp biết được là cái những cái hình dung bức tranh sơ khởi ha. Và lưu ý thì cái buổi đầu tiên này cực kỳ quan trọng để mà các bạn có thể theo tiếp tục những cái buổi kế tiếp. Cái phần video thì chúng ta có thể là recording tại đây, nhưng mà chúng ta cần phải có những cái bước tương tác với nhau. Tại vì nếu mà các bạn mà không có tương tác, không có theo kịp, hoặc là các bạn có những phần nào các bạn chưa hiểu, các bạn phải hỏi liền ngay lúc mà tôi đang nói, thì các bạn sẽ có tương tốt tác tốt, thì các bạn sẽ tiếp tục theo cái chương này sẽ tốt hơn và điểm của các bạn chắc chắn là sẽ cao. Còn nếu không thì thầy giảng một nẻo rồi học trò cứ thôi thì chúng ta không cần, chúng ta có thể là coi lại cái recording video, nhưng mà nhiều khi chúng ta sẽ thấy là việc mà coi lại nhiều khi là bạn sẽ không có thời gian để coi đâu, ngay cả lúc tương tác vậy là các bạn nốt lại là cực kỳ tốt các bạn. Còn việc coi lại thì rất là khó khó để hiểu cái vấn đề đó. Có câu hỏi nào mà các bạn còn thắc mắc hoặc là cái gì điều gì thắc mắc thì các bạn cứ hỏi ha. Cái bài buổi sáng hôm nay chúng ta dừng tại đây. Có câu hỏi nào không?